viên Polkin Úc mở về V-League, Liên đoàn bóng đá Thái Lan lo lắng. Một câu lạc bộ V-League đã liên hệ với huấn luyện viên Alexandre Mano Polkin. Dẫu vậy, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan Úc mở chuyện đồng ý hay từ chối. Động thái này cũng là cách mà ông Polkin tạo áp lực gián tiếp lên Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Theo thông tin có được, huấn luyện viên Alexandre Mano Polkin đã được một câu lạc bộ tại V-League liên hệ trong thời gian gần đây. Họ đặt vấn đề chuyển nhượng nhưng mới ở mức độ thăm dò ý kiến của vị huấn luyện viên này. Đáp lại, ông Polkin cũng úp mở khi không đồng ý hay từ chối. Thực tế, đây cũng là cách mà nhà cầm quân mang trong mình hai dòng máu Đức và Brazil gây áp lực gián tiếp lên Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Cho đến hiện tại, chưa có bất cứ thông tin nào khẳng định ông Polkin đã được Liên đoàn bóng đá Thái Lan gia hạn thêm 2 năm như lời hứa sau khi bảo vệ thành công vô địch AFF Cup cách đây không lâu. Ngoài ra, theo một số thông tin có được, huấn luyện viên Polkin chưa chắc được Liên đoàn bóng đá Thái Lan đảm bảo khoản lương 80.000 đô la Mỹ một tháng như từng nhận thời gian qua. Bởi đây là thời điểm mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan vốn không dư dả về tài chính. Tiền bạc là nguyên nhân khiến U23 Thái Lan không thể mời huấn luyện viên ngoại và quyết định giao nhiệm vụ này cho huấn luyện viên Isara Suitaro. Trong khi huấn luyện viên Polkin tập trung cho đội tuyển Thái Lan hướng đến vòng loại World Cup 2026 và ASEAN Cup 2023. Vậy nên, việc ông Polkin úp mở chuyện về V-League cũng là một động thái để khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan thận trọng hơn và tôn trọng hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với vị chiến lược gia này. Trước đó tại vòng 2 V-League 2023, ông Polkin từng đến sân hàng đẩy để theo dõi trận đấu giữa Hà Nội Fan Club và câu lạc bộ Công an Hà Nội. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan được mời đến trung tâm bóng đá PVF tham dự sự kiện,